Nhà đất Nam Đài xin kính chào quý anh chị ạ. À, hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh đất vườn cà phê, tiêu và cùng cây ăn trái ở tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Bây giờ nhà đất đang đứng ở tại vị trí lô đất chúng ta gồm một căn nhà cấp 4 vậy ạ. Đây nhé quý anh chị. Đây là con đường hông theo dọc cái vườn của chúng ta đây ạ. Và bây giờ nhà đất sẽ đi quay chi tiết cho quý anh chị để nhà đất giới thiệu về đường đi nối lại của lô đất ạ. Từ vị trí lô đất của chúng ta ra tới đường quốc lộ 14A chỉ 800m đổ lại thôi nhé quý anh chị. 800m thôi ạ. Và về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, nhà thờ, nhà chùa, chợ thì chỉ trong vòng 3 cây số thôi. Về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Bệnh viện, siêu thị, nhà thờ, nhà chùa vân vân chỉ bán kính trong vòng 8 cây số đổ lại thôi nhé quý anh chị nhé. Và về tới trung tâm ủy ban dân tỉnh Gia Lai thì chỉ 25 cây số. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một lô đất có tổng diện tích trên bìa đỏ là 2 héc rưỡi nha quý anh chị. 2 héc rưỡi. Trong đó có 1.500 trụ tiêu còn đẹp. Và 1.500 cây cà phê. Toàn bộ cà phê giống mới TR4. Tí nhà đất sẽ vào quay cụ thể. Và gia chủ đã được rào toàn bộ B40 hết đấy ạ. 200 cây, cây này gọi là cây gáo vàng nha quý anh chị, gia chủ trồng vùng quanh vườn đấy ạ, đã vào năm thứ hai. Và có 100 cây bơ, gồm khoảng 100 cây mít, toàn bộ đã vào thu ạ. Phải nói một lô đất đẹp cho quý anh chị. Nhà đầu tư sinh lời hoặc về đây sinh sống, về đường đi nối lại cho con em chúng ta ở đây ăn học rất chi là thuận tiện. Và đây, con đường này là con đường bên trên cái đầu buồn của chúng ta đấy ạ. Dân ở đây thì vào đây, đây là một cái thôn nhé quý anh chị nhá. Đất đây lên được thổ cư nhé quý anh chị, bởi vì đây là một cái thôn. Đó. Nhà đất đang đứng ngay ở ngã ba. Đấy, con đường này là bên đây là của hàng xóm và bên đây là của gia chủ nhờ nhà đất bán đây ạ. Tức là đất chúng ta có ba mặt tiền đường ôm trọn cái vườn. Và đây là cái đường bên trên ạ, con đường này rộng khoảng cỡ tầm 8 mét nhé quý anh chị nhá. Để nói một lô đất đẹp cho quý anh chị về đây sinh sống ở đây rất chi là tiện ích ạ. Trong đất của chúng ta đã được 60 cây sầu riêng gia chủ trồng, đã bắt đầu vào thu bói nhé quý anh chị nhé. Đây bây giờ nhà đất đi lên cái chỗ ngã ba vườn của chúng ta đây ạ. Giới thiệu cho quý anh chị tham khảo. Và đây là một cái ngã tư nha quý anh chị nhé. Đây ạ. Từ vị trí này chúng ta ra tới đường quốc lộ 14A. Loanh quanh chỉ 800m đổ lại ạ. Và đây là một cái ngã tư. Đây là cái đầu vườn của chúng ta đây ạ. Con đường này con đường đầu vườn. Và con đường bên hông thứ hai là ở đây ạ. Con đường này chạy thẳng thẳng xuống suối luôn nha quý anh chị nhé. Rồi nhà đất sẽ quay cái con đường và đi xuống cái vườn tiêu nhà đất quay trước ạ. Cho quý anh chị tham khảo. Này nhà đất nhắc lại, với tổng diện tích trên bìa là 2 héc rưỡi. Trong đó có 1.500 cây cà phê, toàn bộ giống mới ạ. 60 cây sầu riêng đã vào năm thứ 3, thứ 4. 1.500 trụ tiêu còn đẹp. Và 1.500 cây cà phê. 60 cây bơ, 50 cây mít. Và 200 cây gáo vàng. Gia chủ đưa ra một cái giá là 2 tỷ 650 triệu bao sang tên ạ. Bởi vì khi mà đưa ra một cái giá này thì quý anh chị nghe cũng thấy là hơi cao. Nhưng với chiều hướng đất bây giờ đang lên giá và khu đất đây là khu đất của thôn nhé quý anh chị. Và gần quốc lộ 14. Về trung tâm huyện rất chi là gần. Đó, cho nên là đưa ra một cái giá này ở khu vực này thì cũng ở thời điểm đây là cũng không cao nhé quý anh chị. Bởi vì nguồn thu trên đất khá chi là nhiều. Vườn cây còn đẹp ạ. Chúng ta có thể ở đây sinh sống và chúng ta có thể lên thổ cư ở đất này được nhé quý anh chị nhé. Về tới trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ. Ở đây có gần một cái xã bán kính chỉ loanh quanh 3 cây số đổ lại thôi. Rất chi là gần. Với chất đất đỏ màu ba gian nhé quý anh chị.
Ở dưới đuôi vườn của chúng ta có một cái suối rất chi là to, nhưng mà gia chủ trên này đào một cái giếng điện 3 pha tưới nước không hết ạ, cho nên chưa cần dùng tới suối. Hệ thống ống thì gia chủ đã được cài đặt tự động hết ạ. Gồm một căn nhà cấp 4 và đây cũng ở bên hông cái mặt đường đấy cũng có một căn nhà nhỏ đây ạ, hồi xưa cho công nhân ở. Sáu mươi cây sầu riêng nhé quý anh chị nhé, 1.500 chủ tiêu còn đẹp. Đây, nhà đất sẽ đi xuống quay cái vườn tiêu cho quý anh chị thấy nó đẹp thế nào ạ. Đất chúng ta hơi có độ triền nhé quý anh chị, độ triền không đáng kể. Ở bên đuôi này hơi có độ triền, đã được rào B40 xung quanh đó. Ranh giới của chúng ta ở bên này là nó lên chưa? Từ vườn tiêu này lên ạ, dọc theo ba mặt đường ôm trọn cái vườn bên này. Tức là để nhà đất nói rõ là tổng diện tích là 2,5 hectare, thì bên này là 1,5 hectare ạ. Còn phía bên đây cái bờ rào đây là 1 hectare, bên này là có cả cà phê và tiêu. Tức là đất của ta hai bên đường đây ạ. Đấy, mít và cà phê đây ạ. Thì nhà đất sẽ quay cụ thể. Bây giờ nhà đất xuống cái vườn tiêu, quay cho các anh chị thấy. Cà phê tơ hết toàn bộ giống TR4, trái to luôn. Đường đi vùng quanh vườn nhé quý anh chị nhé. Tất cả những cái vườn đây là có đường đi vùng quanh hết. Tí nhiên đất sẽ bay lại cam cho quý anh chị biết về vị trí đất của chúng ta rõ hơn. Và đường đi nối lại. Và đây, cái vườn tiêu của gia chủ trồng riêng biệt ở bên này. Và có một số chủ tiêu ở trên cái vườn trên nhà nữa. Còn ở đây, cái trên đường này là cái vườn cà và cây ăn trái đấy ạ. Đây ạ, tiêu đây ạ. Tiêu bây giờ gia chủ đã hái rồi, đang hái, đang thu hái. Phải nói vườn tiêu ở thời điểm này, đất ở Gia Lai đã có một thời điểm đã bị dịch bệnh, tiêu chết hết. Thì gia chủ vẫn chăm sóc được cái vườn tiêu như thế này thì quý anh chị thấy đấy ạ. Vườn tiêu vẫn còn đẹp nhé quý anh chị nhé, 1.500 trụ. Đó, tiêu đều như nhau hết đây ạ. Giá tiêu bây giờ thì cũng đang giao dịch ở giá 90.000 một ký đây ạ. Có một số trụ bây giờ gia chủ chưa hái đây, đang bắt đầu thu hái đây ạ. Quý vị thấy trái tiêu chưa ạ? Đó, này. Vườn tiêu tốt không ạ? Đều. Vườn tiêu còn khá tốt, phải nói là nhà đất đi quay từ năm ngoái năm nay, nhưng mà ở tỉnh Gia Lai mình khó có cái vườn tiêu nào mà còn giữ được như thế này nhé quý anh chị nhé. Ui trời, trái này, quý anh chị thấy này. Quá trời trái luôn. Để nhà đất nhắc lại tổng diện tích là 2,5 mẫu, cách quốc lộ 14A chúng ta chỉ 800m với cái giá là 2.650.000.000, bao sang tên bìa đỏ có thương lượng nhé quý anh chị. Có thương lượng quý anh chị cứ thương lượng hợp lý giá. Nhà đất sẽ tư vấn kỹ hơn và chụp bìa đỏ pháp lý và đưa quý anh chị về đây gặp trực tiếp chủ nhà để giao dịch ạ. Một lô đất phải nói là đẹp nhé quý anh chị nhé. Đó, cà phê à tiêu đây ạ, quá đẹp luôn, 1.500 chủ tiêu thế này. Đây, trái đây ạ. Đây. Dày đặc luôn. Điều đặc biệt, đất của chúng ta gia chủ đã trồng tổng cộng là được 120 cây sầu riêng. Nhưng bây giờ một số cây sầu riêng bắt đầu vào thu bói là được 60 cây. Còn 60 cây là mới trồng mùa mưa vừa rồi nhé quý anh chị nhé. Các cái tiêu trên này thì gia chủ hái rồi, nhìn nó sơ xác vậy. Tiêu trên này thì xấu hơn, không bằng ở bên dưới kia ạ. Nói về nguồn nước thì quý vị yên tâm, bởi vì ngay cái đuôi vườn chúng ta hướng xuống này đây là suối rất chi là lớn. Đó, có một cây sầu riêng lớn kìa. Và đây, cà phê thì như này, 1.500 cây cà phê. Đây ạ, quý anh chị thấy ạ, toàn bộ giống TR4 ạ. Bắt đầu vào thu kinh doanh chính nha quý anh chị nhé. Cà phê rất chi là tốt. Đó.
Đây ạ. Trên dưới 60 cây mít Thái. Da xanh đang có quả đây ạ. Số trụ tiêu. Đây ạ, tổng theo chủ nhà chia sẻ là tổng cái số trụ tiêu là 2000 trụ. Nhưng mà cái số chết rồi khoảng trên 500 trụ. Số còn lại là 1500 trụ là vẫn còn đẹp nhá quý anh chị nhá. Đất rộng nhà đất đi quay cái video này nó hơi dài, quý anh chị chịu khó theo dõi màn hình lâu một chút nhá quý anh chị. Bởi vì ngôi đất rộng đi nhiều để quay chi tiết cho quý anh chị tham khảo. Rồi bây giờ nhà đất sẽ đi lên cái vườn trên nhà để quay cái vườn cây ăn trái và căn nhà cho quý anh chị tham khảo. Một căn nhà cấp 4 nhưng chúng ta cũng vẫn về đây để sinh sống, đầy đủ các công năng sử dụng, tất cả các công trình phụ gia chủ đã làm hết. Lý do tại sao mà trên 100 triệu một sào là bởi vì đất đây lên được thổ cư và nguồn thu trên đất vẫn còn đang rất chi là nhiều. Giá trị ở vườn cây sơ, vườn cây tiêu nhé quý anh chị. Tiêu 1500 trụ còn đẹp lắm. Và gần quốc lộ 14A, gần trung tâm xã và huyện Chư Sê. Đây, vườn trên đây cũng tiêu đây ạ. Chanh dây gia chủ trồng 200 gốc chanh dây thế này nhá. Đấy, bắt đầu leo lên đây ạ. 200 gốc chanh dây. Đó, tiêu đây ạ. Tiêu còn đẹp. Tiêu cả hai vườn, vườn dưới vườn trên đều đẹp hết. Đấy, cà phê đây ạ. Trên này gia chủ mới tưới ra hoa đây, cà phê siêu đẹp luôn. Đây ạ, cái trái sót còn lại đây quý anh chị thấy đây, trái rất chi là to đây ạ. Giống cà phê giống mới. Đó, tiêu quá đẹp luôn. Và đây, này đất chia sẻ. Sầu riêng 60 cây bắt đầu vào thu năm nay đây ạ. Đang ra hoa kết trái đây nhá quý anh chị nhá. 60 cây như thế này. Đó. Còn mấy chục cây sầu riêng nhỏ ra chủ trồng như vườn dưới kia. Đấy, sầu riêng đấy ạ. Trồng theo hàng lối bài bản. Chô, cà phê này. Cà phê thì thôi bao đẹp cho quý anh chị rồi. Riêng cái vườn cà phê này quý anh chị không phải suy nghĩ ạ. 1500 cây cà phê. Đấy, sầu riêng này. 60 cây sầu riêng này. Vào thu hết rồi nhé. Đây, hệ thống ống thì gia chủ đã cài đặt chôn tất cả khắp vườn. Bằng hệ thống này hết, chúng ta chỉ cần nắp bếp qua là tưới thôi. Đấy, sầu riêng này. Toàn bộ sầu riêng Thái hết nhé. Đây, quý anh chị sầu riêng này ạ. Bắt đầu ra hoa, ra kết trái đây. Ở đây là bơ, đó, khoảng 50 cây bơ 034 cũng đang ra hoa. Rồi, sầu riêng thế này 60 cây đều như nhau hết nhé quý anh chị nhé. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất. Số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn kỹ hơn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo. Đưa quý anh chị trực tiếp về đây gặp chủ nhà để chúng ta thương lượng giá. Đây, ngay cái hông bên nhà mình có một cây vải đây. Cây vải. Nguồn thu trên đất cây gì cũng có nhé quý anh chị. Đây ạ, một căn nhà cấp 4. Có đầy đủ công năng sử dụng. Đây là cái sân. Đây, hiện tại gia chủ bây giờ đang phơi tiêu đây ạ. Đang thu hoạch tiêu. Và đang phơi tiêu đây ạ. Một nồi đất đẹp. Đây, căn nhà cấp 4 đây nhé quý anh chị, tí chú lấy xin số điện thoại lấy chụp bìa đỏ luôn ngay. Đây ạ. Đây là cái kho.
một cái kho bên hông cái nhà cấp 4 chúng ta khá chi là rộng, diện tích khoảng 40m2 để đồ và chứa nông sản đây nhé quý anh chị nhé. Và kế tiếp đây là một căn nhà cấp 4 đây ạ. Đó, một căn nhà cấp 4 rất chi là sạch sẽ gọn gàng. Đó quý anh chị, gia chủ hiện tại đang định cư ở tại đây để làm ạ. Vì một lý do bây giờ tuổi già rồi, không muốn đi về quê với con cháu. Nhờ đất đang tải lên để bán đây ạ. Phòng ngủ, phòng khách đầy đủ, công trình phụ đây ạ. Rất chi là rộng rãi thoải mái nhé quý anh chị nhé. Đó, thoải mái để chúng ta ở đây. Công trình phụ toilet vệ sinh thì nhà chủ làm riêng biệt bên ngoài. Rồi, quý anh chị quan tâm thì liên hệ ngay với nhà đất. Bây giờ nhà đất sẽ bay lại cam cho quý anh chị tham khảo. Vị trí trên không, lô đất đường đi nối lại của chúng ta kỹ hơn ạ. Nhà đất xin tạm dừng ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của nhà đất ạ. Và xin mời tiếp tục đăng ký kênh để được nhận được những video mới nhất nhà đất đăng tải lên để cho quý anh chị tham khảo ạ. Một vườn cây rất chi là đẹp nhé quý anh chị nhé. Chúng ta ở đây sinh sống rất chi là tiện ích ạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.